Ôi, nó nhìn con trắng quá nè. Người lạ. Ok, bài hát đúng không? Bài hát cần đúng không? Hello mọi người ơi, chào mọi người nha. Hello. Không phải tôm cá ốc lớn lên với nhiều chông gai. Không phải tôm cá ốc. Hello, chào Vi. Hello mọi người. Em tên gì á? Em tên Vi. Đây là Mi. Lần đầu tiên Ngân xuất chung với lại bé này, là kiểu như là bé có vẻ là hơi đục rè. Thiệt sự luôn á anh, nãy giờ em chưa nói gì luôn á anh Tony à. Dạ, em chưa nói gì hết luôn. Giết em đó chị. Ok, hôm nay là sẽ là một show thả thính nha. Thì bạn nào lúc trước, show trước có coi thả thính cũng Ngân với AV, các bạn cũng biết là cái thể lệ chơi của nó rồi đúng không? Thì một lát hồi Ngân sẽ nói là thể lệ chơi cho mọi người nghe nha. Thì hello, chào người không phổi. Ôi, cái tên gì nghe người không phổi. Quên khẩn trương nghe anh em sao cứ sao ăn hiếp đi hả? À bạn ơi, mình tên Ngân nha bạn. Ừ, phải Sam nha. Thính ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung bay lên không trung. Thính ở nơi đang chinh em. À, trò chơi này là một cái trò chơi khá là dễ bị người ta chửi các bạn, nhưng mà với cái sự khôn khéo của Ngân và bé Mi thì chắc chắn là sẽ vượt qua thôi, sẽ không bị chửi đâu các bạn. Thật sự thì nói chung là sẽ không bị chửi đâu, em yên tâm đi em. Không may mà bị chửi con gái em, nói chuyện nhỏ nhẹ nó nghe nó không chửi đâu. Trước khi vô show thì các bạn, cho bạn nào mà họ tết giờ mà đến mùng này mà vẫn còn lì xì, các bạn giơ tay Ngân biết đi. Đến tận hôm nay mà các bạn vẫn còn lì xì, các bạn cho Ngân biết đi. Chứ Ngân là Ngân đã bị cắt đứt lì xì từ hồi mùng 3 rồi. Gì? bạn nào giơ tay lên cho Ngân là biết à. Đến tận hôm nay bạn vẫn còn lì xì, giơ tay Ngân biết. Đến tận hôm nay bạn lì xì bạn nào? À, lâu rồi chưa lì xì hả? Sao nghe tội nghiệp vậy? Sao vậy? Hay là do lớn già rồi không ai lì xì đúng không? Còn lì xì thì không có tiền là sao? Có ai lì xì đâu mà còn hay không? À vậy hả? Vậy là nói chung là già rồi là to nhất trong gia đình rồi là không ai lì xì hết đúng không? À, Tony thì 10 năm rồi không có lì xì luôn. Trời ơi, nghe thật là tội nghiệp. Tại sao 10 năm là không có lì xì? Tại sao vậy? Lý do tại sao? Già đúng không? À, ban tổ chức nói là có phải là do bạn già không? À, cái này phải Ngân nói nha. À, Tony chắc nay U30 rồi hả? Anh ơi, thật sự thì U30 thì không phải là không còn dùng từ gì rồi nhận lì xì nữa anh. Anh ấy đi phát lì xì đó anh. U30 là anh ấy phát lì xì rồi. Dạ. Ở đây coi. Anh Tony mới 26, 27 gì ạ. Nhưng mà cũng già rồi, không phải lì xì đâu. Người ta ghét chứ du nào chả được mừng tuổi, đúng không? Hello siêu mưa nha. Nói chung thì cái việc lì xì có hay không không quan trọng, quan trọng là thần thái nha các bạn. Đúng rồi. Câu nói mấy hôm nay trên Facebook hay có là quan trọng là thần thái. Không có lì xì không quan trọng, không có quan trọng. Là quan trọng làm sao các bạn thần thái, các bạn phải luôn sang chảnh khi không có lì xì giống Ngân nè. Mùng 3 hết lì xì rồi nhưng mà Ngân vẫn thể hiện mình là một người rất là xịn. Ăn uống rất là xả láng, dù là không có tiền. Toàn là xin tiền mẹ không mà. Lớn lớn chứ cũng xin tiền mẹ à. Dù nào hai em muốn lì xì gì nào? Nói chung thì lòng hảo tâm thôi anh. Anh muốn lì xì gì cũng được hết. Kìa, bố mẹ tôi vẫn còn ăn toàn kẹo mứt ở nhà thì đúng rồi, rõ ràng là xịn rồi. Ok, các bạn đã có một dịp là coi show thả thính trước của Ngân với AV rồi đúng không? Thì hôm nay Ngân sẽ nói là cái thể lệ chơi của cái show này, có nghĩa là Ngân sẽ
các bạn user sẽ đưa cho Ngân bất kỳ một cái số điện thoại nào của người thân bạn hoặc là bạn thân của bạn, để Ngân gọi, để Ngân gọi cho bạn đó thì Ngân sẽ thả hình, và kèm theo đó bạn sẽ cho Ngân biết một vài thông tin của bạn đó như là tên rồi làm việc này nọ là ở đâu này nọ đó. Thì Ngân sẽ, Minh Ngân và My là sẽ gọi để thả hình cho các bạn đó nha, các bạn hiểu chưa? Chào Phát nha, chào anh Dũng nè. Em nhắm em có, em được chị gọi là chị nói với tiếng Hàn Quốc cái nó luôn nè. Cái này được, cái này vui lắm các bạn, cái này rất là vui. Nói chuyện mà không khéo là bị nó chửi sắp mặt lờ luôn đó. Cái show hôm nay nó khác với lại show trước á, là đợt này Ngân với lại My sẽ bắt đầu một bài hát trước khi vô nói thả thính, là sẽ dùng một cái bài hát nào đó để mở màn cho cái việc thả thính của Ngân. Trời ơi căng vậy, thiệt sự luôn á. Có nghĩa là không phải là hát các bạn, không phải là hát, là dùng lời bài hát để đọc diễn cảm ra, thể hiện tình cảm của mình trong bài hát đó. Như là lời bài hát thôi cho người ta nghe. Rồi sến ghê luôn á thiệt. Sắp mặt lờ là té sắp mặt đó anh. Sắp mặt luôn đó. Dạ, sắp mặt luôn đó anh. Bây giờ các bạn cho Ngân với lại My một vài số điện thoại và nhắn tin. Các bạn nhắn tin cái số điện thoại đó và cái số điện thoại mà ban tổ chức đã để trên màn hình, các bạn thấy không? Gửi qua đây nè, gửi bí mật nha, đừng gửi trên đây, gửi cho cái số điện thoại trên màu đỏ đỏ đó đó. Cho Ngân không tin tên và nơi ở bạn đó đâu nghe. Để Ngân nhận được rồi Ngân bắt đầu gọi nha. Gửi vào số ở trên đây nha mọi người. Anh hỏi em nào ạ? À? Em áo xanh hay em áo trắng? Bây giờ các bạn có vẻ là không có biết rõ về bạn idol cái bên Ngân đúng không? Thì Ngân cũng không biết rõ, tại vì đây là đầu tiên Ngân làm việc với bạn, với là bạn này thì bạn tên là My. Bạn này là idol làm cũng được 3 tháng rồi. Các bạn nhớ ủng hộ bạn này nha, tại vì bạn này cũng hơi hiền á, ít nói chuyện lắm, so với Ngân là bị Ngân nói hết rồi còn gì nữa đâu. Anh Tony ở bên Mỹ mà đòi nhắn tin. Chồng của mỗi em và bây giờ anh gọi đi góc máy. Anh nhắn tin cái số điện thoại lên cái số trên đây nè. Các bạn ơi, các bạn nhắn tin giùm Ngân đi nha, trên đây này. Nhắn tin qua đi rồi em gọi. Mọi người tranh thủ nhắn tin cái số điện thoại của bạn thân của các bạn hay là một người nào bất kỳ và nhắn tin mật cho Ngân một vài cái thông tin gì đó của người đó, là các bạn nhắn qua cái số điện thoại hiện trên màn hình cho Ngân nha. Có một số rồi và không có một bất cứ thông tin nào hết. Tại vì các bạn không đưa thông tin, Ngân không biết là ai hết nè. Đúng rồi, Ngân đúng rồi. Anh cậu có nhắn tin qua chưa mà kêu em gọi à? Để em cho số điện thoại bà ngoại à? Chi vậy? Điện thoại thính mà tả thính bà ngoại luôn à? Alo. Dạ đúng rồi, chị Ngân. Nghe rồi. Bạn ơi, bạn cho Ngân số điện thoại, bạn cho Ngân cả thông tin của bạn đó được không? Tại vì bạn ghi số điện thoại không, Ngân không có biết bạn đó là ai hết, là Ngân không có thả thính được đâu, nha. Rồi, ok. Ok. Đây, Ngân, sao, vụ gì? Thật sự thì có vẻ các bạn user không có biết, không có rõ. Anh ơi, không đều. Sao vậy là sao không đều? Em không hiểu nè, bây giờ 10 một trái cây chi một đứa năm nữa đúng không em? Vậy em 5 cái chi 5 cái cũng không đều nữa. Cam nè, bị lệch rồi anh ơi, bị lệch rồi đó. Em thấy bây giờ đều đó anh. Dạ đều rồi đó anh, cảm ơn anh nha. Cảm ơn tân đi đã ủng hộ em với lại bé Mi nha. Tin nhắn chưa? Rồi bây giờ thì em muốn làm trước hay là chị làm trước? Chị làm
làm trước đi. Rồi, Ngân đã được một bạn nhắn tin số điện thoại, và bạn đó ghi tên là Nguyễn Linh Yên Duyên, Hà Nội, 26 tuổi, làm điện thoại công minh, đẹp trai, cao to, nhà giàu. Ôi mẹ ơi, chị không nổi luôn á, thiệt á, thông tin gì cưng ghê. Rồi bây giờ là đây là thông tin về các bạn mà Ngân sắp thả thính nha, thiệt sự luôn các bạn. Rồi bây giờ Ngân sẽ bốc một cái thử thách của ban tổ chức, là Ngân sẽ làm, Ngân sẽ là, để coi là cái gì đây, hồi hộp quá. Má ơi, sao cứ bắt người lại sợ mà. Kém duyên lên sao? Chết mẹ, bài này không biết rồi, không có coi bài này. Ok, Ngân sẽ thả thính bạn đó bằng bài hát Kém duyên các bạn ơi. Bài này Ngân không biết hát bài này. Nhưng mà bằng lời bài hát. Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. À dạ. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn lời đâu em ơi. Ngày em đi chưa kịp ôm cả. Rồi. Bây giờ Ngân sẽ bắt đầu từ một cái là anh đi ngang đời em như gió mây qua trời. Đó, bắt đầu từ khúc đã thứ hai nha, là Ngân sẽ gọi bạn đó bằng cái câu nói này. À, ok. Ok, gọi nha, xin một đúng không? Rồi, chuẩn bị nha má. Lần nào cũng khúc này cũng thấy hồi hộp hết. Em gọi em sợ. Sợ lắm rồi. Dạ, em chào anh. À, anh ơi, em đây ạ, anh có nghe giọng em nói không ạ? Anh nghe không? Dạ, bây giờ thì em không biết nói gì hơn, đó là tự nhiên em cảm, hôm bữa em gặp được anh thì tự nhiên em cảm thấy là bị fall in love cùng với anh rồi. Thì không biết bây giờ là em, anh có thể cho em cơ hội làm quen với anh không ạ? Cái việc em là ai không quan trọng, nhưng mà nói chung bây giờ là anh đi ngang đời em như một cơn gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy, vậy đành thôi nhìn theo người đi khi đã xa mất rồi. Dạ em hở, em thì là một cô gái khá là không biết nói sao để mà diễn tả về em, tại vì em cũng không biết em phải diễn tả như thế nào cả. Nhưng mà nói chung á là em rất là thích anh, tại vì em tình cờ gặp anh một chiều thu nhẹ. Chỉ còn em với những mộng mơ lặng thinh. Thôi bây giờ em vô thẳng vấn đề luôn nha, tại vì không có giỡn nữa. Đó là anh không phải tên Linh đúng không ạ? Anh ơi, anh tên Linh đúng không? Dạ. Có phải là anh làm gì, cái nghề gì về bên điện thoại đúng không anh? Anh không. Em tại vì chứ anh làm gì? Anh làm thuê đó. Sao anh làm gì em nghe không rõ ạ? Anh làm thuê đó. Làm thuê hả anh? Em nói chung là bây giờ nghề nghiệp anh không quan trọng, anh làm gì cũng được hết, nhưng mà nói chung quan trọng một điều là em đã thích anh rồi. Bây giờ anh có thể là cho em cơ hội để làm quen với anh được không? Dạ, có nghĩa là nói chuyện bình thường, nghĩa là anh đã cho cơ hội em để mà em tiếp xúc với anh, rồi được làm quen và tìm hiểu anh đúng không? Em tại vì em là một cô gái rất là thích độc thân ạ, và kiểu như là hơi bị sớm á anh. Dạ. Cứ mỗi lần nói chuyện thì em có hay chim chi một vài câu thơ vô anh. Tại vì anh có thích những cô gái làm thơ không anh? Tại vì em hơi bị sến á. Em cứ nói thôi. Dạ. Ok anh, em cho thêm một vài câu nữa để em suy nghĩ đã. Sến quá anh ơi, anh chịu nổi không vậy? Em nói xong rồi, nói là trong một bài hát, nhưng mà nếu mà anh đoán được thì anh cũng hay lắm á. Tại vì nãy giờ đọc cục lũng mà. Rồi. Lòng này thấu mấy phần, uống nhầm ánh mắt say cả đời,
Dù tình có ở phương trời, biết sẽ không chạm được đến đâu. Anh có biết em đang đọc trong bài gì không? Alo anh ơi. Anh có nghe đây nhưng mà có vẻ là nghe em bật ra ngoài rồi. Ờ tại vì em cái lỗ tai của em nghe không được rõ, cho nên là em cũng đang ở ngoài đường á, em đang đi lang thang ngoài đường, tự nhiên em chợt nhớ được có những đôi cặp tình nhân, xong rồi em nhớ em buổi em gặp được anh. Tiếng xích ái tình anh ạ. Giờ em không biết làm sao, em cần có một gì đó đó là tự nhiên em chợt nhớ về anh, em phải nghe thôi. Em phải gọi họ cho anh thôi. Em nghe không được rõ anh, em nghe không được rõ, cho nên là em xin lỗi nha. Em nghe có một mình em mà, em hỏi một mình à. Vấn đề là em muốn anh chấp nhận lời tỏ tình của em. Nãy giờ em tỏ tình quá trời rồi đó anh. Bây giờ anh có chấp nhận cái lời tỏ tình của em nãy giờ không? Ý là anh có cảm thấy là anh muốn cho em cơ hội để mà làm quen với anh không? Làm quen thì quen đâu là khác. Sao anh? Là làm quen là chuyện bình thường. Dạ. Quen đến đâu ấy là khác. Bây giờ anh nghĩ là bây giờ là bây giờ em nói về luôn là bây giờ em. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em. Tại vì em đang trong một cái show truyền hình talk show thả thính người lạ. Và em đã cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Lệm lên mi phần hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời. Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đành thôi đi theo người đi. Khi đã xa mặt rồi, chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Giờ lòng mang theo những phán đoán lúc cần kề để nhớ thương không thể nói ra để rồi. Dạ, cho em hỏi có phải anh Trương Xuân Khánh không ạ? À? Anh ở Bình Định đúng không ạ? À? Đúng rồi, cho hỏi anh vậy ạ. Dạ, dạ, em tên My nha. My hả? My nào ạ? Dạ, em gặp anh ở ngoài cà phê á, hôm qua.
Em không nhớ nữa, không biết là hôm nào nữa, mà em hình như em là em có gặp anh á. Mới gặp anh hả? Dạ, dạ. Em chỉ gặp anh thôi chứ anh không biết em đâu. Tại em cảm thấy thích anh á nên hôm nay em gọi điện. Em muốn làm quen với anh được không ạ? À? Em cũng không biết là anh có biết em không nữa. Nhưng mà cho em làm quen nha. Dạ. Dạ không mà. Gọi đi. Kỳ quá rồi. Cái vậy thôi làm tiếp hả? Giờ ở bàn bên Tân Lan ai họ đây mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Nhớ là nói cho tụi mình nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đắp xuống. Thằng đĩa bay cho em về hay gì vậy? Ta nói thằng này tui thân con kia tui tí. Qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay thiết cái tên coi như là chung dừa. Qua sang năm ba má có cháu, yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm đi khơi. Anh tên này có vẻ là anh muốn đuổi em về hành tinh của em luôn mà. Chỉ còn để mi tồn tại phòng em thôi đúng không anh? Em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa. Tên này em nghe tên quen lắm nha, nghe biết anh đúng rồi, biết thật ta. Đậm đà chân chất tình yêu mắt nhỉ. Phải em cũng mi mà Ngọc mi chứ không phải Giang mi. Lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi, nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một người yêu sao anh dám đuổi hả? À đúng rồi, làm sao anh dám đuổi em đúng không anh? Dạ đúng rồi. Hello chào Mát nha. Trộm kiếp nhưng con thấy một mình ok hơn. Đương nhiên anh phải cho bé mi đó tặng cái tánh mà nói chuyện mày người lạ chứ anh không anh, chứ để Duyên nó không nói chuyện với em. Em ngoài cũng mệt với bụ à. Ở lộn mi anh ơi, dạ mi Duyên hoài luôn á. Nhớ Duyên ghê. Ngân Duyên, à Ngân Mi xong Kim Hợp Bích. Em lại chị Ngân, chị gọi gì vậy? Cái gì vậy? Em lại chị Ngân, chị Ngân gọi số điện thoại đó giùm đi mà. Ủa gì vậy? Sao lại với gì em? Ủa cái gì, có vụ gì ở đây nè đúng không? Em lại gì dữ vậy? Ai đây? Nhớ là 82 nha chị Ngân, tên là Tính Thả Thính đó nha Chi Hi. Trời ơi, nghe quá mà. Ui, em ơi, em muốn gọi cái số này không? Mà làm để đó cho chị. Sao biết? Đâu phải đâu, bây giờ tới được em á. Giờ em tới được chị mà. Ủa? Không, luân phiên thay đổi chứ đâu phải là. Trời ơi, các bạn nhắn tin liên tục á. Bây giờ số này là, bây giờ là sao em lại chị nè? Em nói chị đi, cái sổ này nó như thế nào mà em lại chị? Chị cảm giác là hơi bị ghê, cái hồi là bị lại rồi đó em. Trời ơi, em lại chị ơi, chị gọi đi mà như ghê vậy em. Có ế quanh năm đúng không em? Kiểu là đóng bộ quanh năm đúng không em? Hay sao? À bạn ơi, cái này là cái talk show Thả Thính nha bạn. Bây giờ là Ngân sẽ gọi số điện thoại của một người lạ và Ngân sẽ thả thính với bạn đó nha. Ok, giờ theo bạn theo em thì chị nhờ em lại chị gọi thử nha. Ghê quá à. Em lại chị luôn hả em? À, thôi gọi chỗ khác nha. À quên, em ơi, hình như cái số điện thoại đó số nước ngoài đúng không em? Chị gọi chắc họ chị hết tiền điện thoại sao em? Hỏi số khác nha em. Sorry anh, tụi em tham gia à gì? Quên mẹ ơi. Ở đây mới nè, đạt thành sự thôi này, để mi làm nha. Cái gì vậy trời, nó ghi từ lâu vậy? Ủa vậy là sao? Tên Linh 27 tuổi xong thì kêu Lim Tron rồi bạch
thu hè rồi cái gì vậy? Mấy ông gửi tin nhắn tôi từ lưa, tao không hiểu này, ông nào đây? Chị nhá máy đi, nó sẽ gọi về hả? Chắc không em? Em chắc cái vụ này không? Bây giờ chị nhá máy là nó sẽ gọi về đúng không? Giờ nó không gọi về tính gì chị? Trả chị cạn 50 ngàn nha. Chị nói trước rồi đó, chị gọi mà không gọi lại là trả 50 ngàn nha. Ok chưa? Đứa nào đó? Trả lời đây đứa trời, mệt quá. Gì sao mà nhắn tin 2-3 số như vậy? Giờ gọi không? Tên Quân bạn ấy đẹp trai xuyên một. Thật không gọi trả 10. Ờ ra bây giờ tôi gọi lắc hồi mà không trả lại cạc đi nha. Chị, ban tổ chức đang có vẻ là bị xót xa các bạn. Ừ kiểu là em ơi em nhớ, em nhớ không em gì? Em mà hỉnh chén của em nó bay vô đầu. Ủa cái gì nhiều số bạn nói gì không hiểu gì chứ vậy? Thôi bây giờ Ngân gọi một số của bạn hồi nãy nha. Rồi đây, số này đi, số mà mẹ nó lại Ngân này. Giờ Ngân dán cái nha các bạn. Giờ không gọi lại bạn đã trả Ngân cái cạc 50 ngàn nha. Quý khách không thể thực hiện được. Tôi có gọi được đâu. Rồi đi số với khác chị thì tôi gọi được đâu. Đâu rồi, anh nhắn đâu rồi kìa. Hỏi số khác đi, số nào gần nhất đây nè. Rồi, số này đi ha. Bạn tên Quân. Ok. À lộn. Rồi, đây. Thiệt sự luôn á. Trời. Alo ạ. Dạ em nghe chị ơi. À, tại sao lại gọi chị nhỉ? Dạ em thấy có mấy số mới chị mới nhắn máy chị. Ủa em biết chị hả? Dạ không chị ơi. Ủa em không. Em không biết sao em kêu bằng chị. Nghe tổn thương trái tim của chị lắm chứ em. Dạ em nghe giọng chị trẻ trẻ. Trời ơi, bắt đầu em chỉ thấy mâu thuẫn rồi đó. Giọng trẻ là phải còn trẻ cho em. Tại sao giọng trẻ mà em biết em nghe bằng chị là sai rồi nha. Rồi sao bây giờ là chị có một bây giờ chị hỏi em có phải em tên Quân không? Dạ phải chị ơi. Có phải là em ở Xuyên Mộc không? Dạ. Bây giờ em có biết chị thật sự là hình như là chị nghĩ là em biết chị đúng không? Dạ không à. Em chắc không? Dạ chắc. Ừ. Vậy em thề đi. Em thề đi. Dạ. Tại vì chị có một cái quyết định đó, là có một cái quyết định khá là quan trọng muốn nói với em. Giờ em thề đi, em nói là em không biết chị đi. Dạ em thề không biết chị. Chắc không? Sao thề đơn giản vậy em? Thề khác đi, thề không biết chị đơn giản quá. Thề cái khác là chị mới tin, giờ chị mới nói cho em nghe được. Dạ. Chắc cái gì hoài với em. Rồi bây giờ dạ cái không nghe rõ chị nói lại vậy. Chị nói em là bây giờ em thề như vậy là nó đơn giản quá, mà cái quyết định của chị này thì nó khá là quan trọng, cho nên là chị muốn nghe một cái lời thề khá là gọi là nó thật là chất đó em. Thề chất anh em. Vậy chứ em không biết thề đó chị ơi. Trời sao đúng em, kiểu dân xin mộc em. Mộc mạc dữ ha. Em là con ngoan trẻ giỏi à. Ờ vậy đó hả. À thôi bây giờ chị cũng biết nói gì với em, tại vì nói chung là quyết định này của chị cũng khá là quan trọng, mà bây giờ chị muốn nói với em thế mà bây giờ thấy làm sao ta?
Em hưởng ứng quá nên thôi giờ chị nghĩ là thôi chắc chị không nói nữa quá. Rồi vậy thôi, chị cảm ơn em đã chịu khó ngồi nghe chị Sam nha. Rồi bye bye em. Chị Ngân nghĩ là các bạn ơi, nói nghe nè các bạn phải đưa cho Ngân một cái số điện thoại các bạn là Ngân không các bạn không Ngân không biết bạn đó nha. Các bạn đừng có cho cái kiểu mà đưa những cái bé nhỏ 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 hơn, Ngân không biết nói thì sao đâu, hiểu không? Cái này là bạn này là đúng rồi, xin thư. Bạn này kỳ quá. Bạn này là biết Ngân rồi. Ngân nghĩ là bạn này biết Ngân rồi đúng không? Không biết á. Nó không được. Rồi các bạn đi làm đi. Ai gọi biết ở đâu sao? Em không cần biết ở đâu, em biết tình đạt cũng được, mình tự bị ra cũng được em. Em bị là bị biết liền. Alo. Dạ dạ, có phải anh đạt thành sự không ạ? Dạ, hôm bữa em có gặp anh ở ngoài đường á, rồi em thích anh, nên hôm nay em gọi điện cho anh á. Ngoài đường anh gặp nhiều người lắm, anh đâu biết em đâu. Ngoài đường anh gặp nhiều người lắm, anh đâu biết em là ai đâu. dạ, dạ thôi nha, em xin lỗi nha. Chết rồi. Các bạn ơi, hình như là Ngân cảm giác là Mi nó không làm được luôn các bạn. Nó bấm cái hỏi anh tin đạt thành sự hả? Xong rồi cái dạ em hết rồi. Bây giờ Ngân có một cái ý tưởng khác nha. Bây giờ là bây giờ là ban tổ chức muốn đổi cái thể lệ chơi đó, là bây giờ muốn để user gọi điện thoại để mà thả thính Mi. Thì thôi bây giờ nãy giờ tắt cái Mi nó nói vậy nó không được thì thôi giờ ngươi là bà Mai nha. Các bạn nhắn tin cái số điện, không phải các bạn cứ gọi điện thoại cho Mi qua số này nè, số điện trên màn hình á, để mà các bạn nói chuyện với Mi đi. Bạn đang có tình cảm với bạn Mi á, thể hiện hết đi, không biết không ai biết là ai đâu, đúng không? Như vậy đi, để bây giờ để Ngân nói hoài Mi không nói được cũng như không. Bây giờ là mình đổi lại cái thể lệ chơi nha các bạn. Anh nè, anh Tony nè đó. Trời ơi, anh thả thính cho mọi người nghe coi nè. Giờ mọi người muốn gọi điện thoại cho đây thả thính Mi, các bạn cứ gọi đi, hỏi số điện thoại màu đỏ trên này nè. Đây có rồi nha. Ủa không, sao chị nhá máy thôi vậy? Rồi có gọi được không? Ok, nói chung là bây giờ các bạn muốn thả thính bất kỳ bạn nào cũng được hết. Có người gọi rồi. Lisi nè, chúc mừng năm mới. Alo. Ủa, mình gọi lại. Hả? Sao gọi lại vậy? Ai gọi lại đâu có đâu, tự nhiên. Alo. Dạ, alo. Anh tên gì vậy? Dạ đúng rồi, em tên Mi á. À, Mi. Bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em sinh 96 ạ. 96 ạ. Anh
gọi từ Hàn Quốc ha anh? Sao lại em rồi? chín năm là lớn hơn 96 mà. Điều chính xác bằng 1 à? Em đang tính năm sinh mà, chứ đâu có phải tính toán đâu. À, rồi bây giờ anh gọi cho em làm cái gì? Sao 95 mà cứ gọi em bằng chị là sao ạ? Chị rồi sao mà con gọi bằng chị sao mà hả thính thường? Thích gọi chị hả? Thích gọi chị rồi rồi sao nữa? Dạ em nghe ạ. Tỏ tình với ban tổ chức. Đơn mét cho Ngân nói chuyện xíu nha, chắc các bạn biết Ngân rồi ha. Bây giờ bạn muốn nói chuyện với lại ban tổ chức đúng không? Thì bạn nói là có bên Ngân. Bạn có muốn nói gì không hay để Ngân nói giùm? Nói nghe nè, nói nghe là bạn bây giờ bạn có biết á, bạn cũng là 95 với 96 thì theo ý nghĩa của bạn là bạn sẽ nhỏ hơn Ngân đúng không? Thì ok, Ngân sẽ kêu bạn bằng em theo cái ý định mà bạn muốn. Rồi bây giờ em muốn tỏ tình với lại ban tổ chức đúng không? Thì bây giờ ngồi ban tổ chức còn cái bên chị, bây giờ chị sẽ đưa mic cho ban tổ chức nói chuyện với em. Vậy muốn sao? Thôi chị là một người rất chân thật, em dân miền Tây đó em, rất chân thật. Dạ, bây giờ em muốn nói chuyện với đưa cho thôi, giờ sao, em muốn sao? Dạ, chị cho em hỏi là ban tổ chức tên gì ạ? Bạn tên là Thùy Dương, bạn là con trai nha bạn, con trai đó em. Con trai ạ? Đúng rồi, con trai, mà cũng hơi kiểu là hơi hơi đẹp trai đó em. Chị có đang phát ở trên sâu, em nói nhỏ cái này thôi, chị giữ bí mật cho em là em thích con trai chị ạ. Sao em? Chị giữ bí mật cho em là em thích con trai. À vậy thôi ha, em gọi cho bạn My rồi em nói bạn My chứ gì em. Trời chị thấy em mâu thuẫn cuộc đời quá. Thôi nè giờ nè, giờ thì giờ em có muốn thổ lộ gì với lại bạn My không? Tại vì bạn My cũng kiểu là ít nói chuyện á. Thì bây giờ là nói chung là chị tắt mic cho em nói đó, vậy em nói đi. Về bạn trai thì hơi nhát như này thì chắc là tầm độ vài năm nữa mới có người yêu nên em gọi đến chương trình là muốn tỏ tình với bạn My. Em rất thích bạn My. Ok giờ bạn để chị mở mic lên nha. Rồi My ơi. Anh nói là anh thích em đúng không? Mà sao lại là hồi nãy lại nói là thích con trai là sao, mâu thuẫn dữ vậy? Dạ rồi, em sẽ ghi nhận tình cảm của anh, em cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em tắt nha, em tắt máy nha, chúc anh. Ủa, ở bên Hàn Quốc là buổi gì anh? Chúc hai em, chúc chương trình thành công ạ. Dạ rồi. Dạ, em cảm ơn, chúc anh năm mới vui vẻ nha. Ok, cảm ơn. Dạ rồi, bye anh. Bạn này cũng thú vị nha, công nhận khá là thú vị đó. Rồi bây giờ còn bạn nào muốn gọi nữa không? Tôi thấy như vậy hay hơn á, cho dư sờ gọi thôi, thích idol đi má. Thấy idol vẫn giữ thể diện xíu, trời ơi, thiệt sự luôn á. Giờ thấy lên chảnh rồi nè, gọi đi. Giờ các bạn nào nãy nhắn tin vậy là Nguyễn Tuấn Anh là bác sĩ huyện An Lão, thành phố. Ok rồi, có rồi, ok. Chắc gọi My với em. Dạ, alo ạ, em nghe.
Dạ. Dạ, dạ đúng rồi, em My ạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Hùng. Anh tên Hùng à. Dạ rồi, anh gọi điện cho em có gì không? Anh đã lâu rồi, anh thích em. Thích em lâu rồi luôn hả? Đúng rồi. Mà em ở đâu ấy? Dạ. Em ở đâu ấy? Em à, à quê em á hả? Dạ, em ở Bến Tre. Thế à? Không, không biết nói gì thêm nữa. À, anh nói là anh tỏ tình em mà sao không tỏ tình đi rồi giờ không biết nói gì nữa hả? anh biết chương trình này rồi. Dạ, thì anh biết mới gọi đúng không? Đúng rồi em. Anh thấy... Rồi. Rồi có gì muốn thổ lộ với em không? À, anh rất yêu em. Nói thật hay nói đùa đó trời. Thật đấy, có đùa đâu. Yêu thì nhớ lên show em coi được rồi. Thật mà. À. À, em đâu có nói anh nói xạo đâu trời. À không, do anh cầm hai cái điện thoại ấy, nó nhái lại. Dạ, à, rồi em sẽ ghi nhận tình cảm của anh nha. Em cảm ơn anh nhiều. Bye em. Dạ, dạ rồi, bye anh. Sao thì sự thì các bạn nói Ngân với lại My á, là không, các bạn nói My thôi, tại vì giờ Ngân các bạn cứ rồi các Ngân nghĩ là các bạn không ai dám khỏi thính Ngân đâu, đảm bảo luôn, bị chặt chém dữ lắm đây. Các bạn nghĩ sao, các bạn nói My không dám khỏi thính, các bạn nghĩ các bạn gọi điện thoại cho My các bạn nói như vậy vậy thôi, hãy đơn giản vậy thôi hả, đi gọi chi tốn tiền vậy. Các bạn phải gọi, các bạn phải tỏ tình, nói làm sao cho My cảm giác rồi các bạn thích thiệt. Các bạn cứ vô các bạn nói, ờ anh nó thích em vậy thôi hết rồi hả? Ủa tỏ tình gì kỳ cục vậy? Sai rồi các bạn ơi. Gọi điện thoại đã tốn tiền gọi rồi, làm sao nói như thế nào mà người ta nghe người ta xúc động xíu mấy ông ơi. Mấy ông nói vậy mấy ông gọi cũng như không hè. Giờ nói là như chỉ cho một vài cái nè, giờ nói là à, My ơi, à, từ lúc mà anh coi show em tới giờ thì anh cảm thấy em là một cô gái xinh xắn nhất trong cuộc đời này, không còn ai mà có thể lọt vào tầm mắt của anh nữa hết. Giống như Tony nãy giờ im lặng không nói gì hết mà vẫn cứ chọi giấy vô mặt em đó, em thấy chưa? Đó, nói làm sao mà tình cảm chút coi trời. Hiểu không? Bây giờ còn người nào muốn gọi nó không? Bây giờ gọi thì tôi cho một cơ hội nữa, gọi nó nói với lại My, nói làm sao mà nghe là ngọt ngào nha. Nha. Tôi là bà Mai đó, tôi mai mối cho My đó. Các ông muốn chắc My về ông phải không qua tôi nha. Bây giờ là đợi một xíu nữa đi, nói rõ cái thể lệ chơi lần thứ hai nè, đó. Nha. Gọi làm sao mà người ta nghe người ta thấy cảm xúc dồi dào nha. Em nữa, em phải là cứng nhắc lên. Không được mềm yếu. Nó nói sao mà em mềm được á, nó mới hay. Nó thính vậy đó, biết chưa? Ok, bây giờ là Ngân sẽ bắt một cái số điện thoại tiếp theo gọi nha. Bạn này là ai đây? Người đi số điện thoại này chưa gọi đúng không? Nè. Alo. Alo. Em hả? Dạ đúng rồi ạ. Anh là ai vậy? Anh tên gì ạ? À? À, không biết ạ. À. Không, nhận cho trong anh hả? Trong anh à? Em đâu có biết ai đâu. Với lại gọi điện thoại nghe giọng thì làm sao biết được. Dạ? Tại tao nay không nhắc gọi, anh gọi. Anh Quốc hả? Ừ, anh đó. Trời ơi, gọi điện tính làm gì đây? Gọi giùm tao đi à. Tỏ tình em đúng không? Rồi bây giờ tỏ tình cho em nghe nha. Dạ sao? Anh tỏ tình anh tỏ tình sao? Anh thổ lộ đi chứ.
sao căng quá á, thôi bớt từ nhà ăn đi. Anh nói gì? Anh lỏng rồi á. Em không có nghe được anh nói cái gì á. Chắc ngồi anh ngồi trong phòng tính quá. Dạ rồi, bây giờ anh muốn nói gì nữa? Bây giờ anh muốn hẹn hò em nè. Sao, em chịu không? Anh muốn gì? Anh nói anh nói lớn lên đi, em không nghe được. Hẹn hò với em à, thì phải cũng phải tỏ tình đi chứ, rồi biết có đồng ý hay không mà đòi hẹn hò rồi phải tỏ tình làm sao à, cho em cái gì ta? Làm sao vậy? Tỏ tình sao cho ngầu đi. Suy nghĩ rồi tỏ tình sao hả? Em đồng ý tình bạn gái của anh không? Cái đó thì cơ bản quá, đâu có ngầu đâu anh. Phải tỏ tình sao cho ngầu chứ. Nãy chị Ngân nói là phải nói lời ngọt ngào tỏ tình rồi. Còn cái này là tự nhiên cái kêu em làm người yêu liền thì sao mà đồng ý được. Rồi rồi, vậy anh nói đi nha, tỏ tình đi nha. Chị Ngân đi ra chỗ khác nữa. Anh phải tỏ tình đi chứ, cứ bắt em làm bạn gái hoài sao đồng ý được. Bây giờ em cho anh nói ba câu để tỏ tình em nè. Suy nghĩ rồi nói nha. Anh yêu em. Nhanh thế. Đúng ba chữ rồi. Ba câu mà. Đúng ba chữ thôi à. À, có ai đâu mà mới vào mà đòi làm bạn gái rồi. Sao mà tỏ tình kỳ vậy? Rồi, bây giờ tỏ tình với em đúng không? Vậy thì cứ lên show em xem nha. Rồi, em dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ rồi, bye anh ạ. À, Ngân không biết tại sao là Ngân cũng làm miền Tây cùng với lại bé My, mà tại sao Ngân lại xéo sắc như vậy? Nãy giờ không may tỏ tình với Ngân, vợ thử tỏ tình với Ngân đi. Ngân kia có bạn tỏ tình với Ngân luôn á, bạn muốn tỏ tình với Ngân không ạ? Thì sự là chắc Ngân không thấy rồi, chắc không ai dám tỏ tình với Ngân đâu à. Các bạn thử nói đi luôn á, các bạn năn nỉ các bạn luôn, các bạn gọi Ngân thử đi, nói Ngân nghe thử đi. Không ai gọi Ngân hết trơn vợ, gọi đi, gọi thử đi. Thôi Ngân thề là Ngân không chặt đâu, thiệt, thề luôn á. Thiệt chứ không để giờ ế cả đời về cái tập này hả? Cái này chỉ là xôi mà các bạn thử tình với Ngân coi. Thử coi bạn nào dám tỏ tình với Ngân không, nói thử á. Một thử thách các bạn đưa ra là các bạn phải tỏ tình với Ngân nè. Không phải tỏ tình với Ngân thiệt luôn các bạn từ chối một cách này nhẫn như luôn hả các bạn? Anh gọi cái số lên đây nè, tỏ tình với chị Ngân đi. Bạn nói cho con nghe là ngoài một cái gì gọi là vài lời tình cảm coi. Thật sự luôn á. Mùi sát thủ quá.
Thật sự là giờ bây giờ là Ngân có khi các bạn gọi các bạn cũng không ai gọi đâu. Thật sự Ngân gọi các bạn gọi Ngân các bạn biết nói gì đâu, bị Ngân chặt trước rồi còn nói được gì đâu. Đúng không? Ai gọi nó vậy các bạn, ai gọi vậy? Các bạn vẫn đang tiếp tục gọi cho My đúng không? Đúng không? Giờ Ngân nghe cú cú nha. Gọi cho My hả? Để Ngân nghe chơi coi. Dạ em chào anh ạ. Bây giờ anh phải thông qua em rồi anh mới được gặp My nè. Bây giờ anh muốn nói gì với My thì anh phải thông qua em. Dạ em, dạ không, em là My. Chị Ngân xích ra để em nói chuyện với lại anh. Giờ em sẽ cố gắng nói. Dạ muốn nói chuyện với My thôi, chứ không có muốn nói chuyện với Ngân. Dạ em là My nè anh. Sao quá, nghe giọng khác khác rồi. Dạ không em á anh. Không. Dạ chị Ngân ra ngoài kia ngồi rồi. Hình như nghe giọng vậy đó, không có phải. Dạ. Thôi gặp My đi, My gặp My với chị nói chuyện đi. Rồi chờ nó của cuối nha, hỏi đi em. Dạ, alo em nghe ạ. Em nghe đây. Alo. Dạ rồi, à. Rồi, à, anh tên gì ạ? Su à? Rồi. Em không thấy. Tại lúc nãy vô, anh thấy có cái bạn kia gọi là nó mới đầu vô, mới đầu gọi vô là đòi bị làm nhiều tiền đúng không? À, rồi bây giờ anh gọi cũng tỏ tình em đúng không? Bạn gọi cho em làm gì vậy? Đã thính được không? Rồi, đã thính. Thả đi. Thính mới đầu cơ, bay lùng tùng. Bay lùng tùng, mày lùng cấm chứ. Dạ, không biết là mày sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, em sinh 96 ạ. 96 rồi. 96 rồi, vậy đó gọi bắt em thôi. Tại xu lớp rồi đó. Thì nãy giờ vẫn kêu bằng anh mà. À, anh nhiêu tuổi vậy? Anh sinh năm 92 à, vậy là lớn hơn em 4 tuổi. Đó là 4 tuổi đúng không? Dạ. Cũng mà vì có bạn trai mà sao lên đây nói là gọi tỏ tình là tỏ tình. Nếu mà có bạn trai thì gọi vậy đi, có bạn trai nghe. Anh nghĩ đi, nếu mà có bạn trai thì gọi về, bạn trai có ghen không? Sao đâu, biết đâu được, tại đây là một cái fake show, một cái game show rồi. Mà bây giờ có thả thính em không? Thì thả lẹ nha, em hết show rồi đó. Thả thính ở đây thì chắc thì có lẽ là nhiều người quá chắc thả thính không được. Dạ rồi. Dạ rồi, vậy thì có dịp thì hẹn nha anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Thôi bây giờ là hết giờ, sắp hết giờ show còn 8 phút nữa thôi. Thì các bạn thấy hôm nay là cái nội dung nó đẩy ngược như vậy, các bạn thấy nó như thế nào, nó có khác, nó có cái gì nó vui hơn, các bạn thấy nó thích thú hơn là cái thể lệ chơi chứ là Ngân phải đi thả thính nó cho người ta không?
Các bạn thích cái thể lệ nào để mà sau này Kỳ An sẽ kiểu là đổi? À, bạn một chút sẽ đổi cái thể lệ chơi lại nếu mà có xu hướng thính sao? Đúng rồi, thể lệ chơi gắt đó các bạn. Bây giờ là các bạn muốn là cái show sau này nó sẽ là ngưng và tất cả các idol này sẽ gọi điện thoại cho người lạ hay là để người lạ gọi cho idol lại. Các bạn muốn cái thể lệ chơi như thế nào á? À ok, điện thoại cho idol đúng không? Ok, vậy là để show sau để kì lộn. Show sau để ban tổ chức sẽ kiểu là rút kinh nghiệm là sẽ đổi cái thể lệ chơi để cho user gọi cho idol ha. Rồi, ta nói vậy chưa? Mở vậy dở ha, dở ghê, công nhận dở ghê. Thật sự là các bạn ơi, con nói các bạn nghe là các bạn chơi cái talk này là các bạn chắc chắn là không có ai mà dám gọi điện thoại để mà tỏ tình với Ngân đâu. Ngân biết điều đó, Ngân biết mình ở đâu, biết. Tại vì mày không dám gọi hết. Bởi vậy mốt gọi, mốt kêu thả thính, thể lại chơi sao, đừng kêu mấy đứa xuất sắc như Ngân. Không may dám thả thính đâu nha. Rồi ok, còn một phút nữa là hết talk show hôm nay rồi nha. Các bạn ơi, đây là talk show thả thính. Và hôm nay là thứ mấy em? Thứ hai ạ. Ngân không biết này talk gì hết. Định nói mà không biết nói gì hết. Rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã vào ủng hộ Ngân và My nha. Và các bạn cũng như là hiểu My hơn. Thật ra là My nó cũng có một cái bộ bài cái gọi là cái khía cạnh nó cũng dễ thương. Đấy, cũng hiền hiền như vậy đấy. Mà nhờ hiền như vậy người cái người ta mới thương đó, hiểu không? Dữ giống như Ngân dễ mày thương đâu. Ok. Lần sau mà nếu Ngân được mời đó, các bạn hãy cố gắng thử một lần mà tỏ tình với Ngân thử coi nó sẽ như thế nào nha. Ok không? Hả? Nãy đang gọi hết biên cho xin bút Ngân. Ai gọi vậy? Ai nhắn tin em? Nhắn tin đi, biết bút nhắn tin giùm đi. Trời ơi. Bạn nào mà muốn Facebook Ngân hồi nãy mới hỏi Ngân á thì Facebook của Ngân là Kim Ngân Táo Đỏ nha các bạn. Kim Ngân Táo Đỏ. Ok. Bạn nào mới tin nãy hết pin gọi đó, thấy không? Rồi, đi hen. Số Ngân gì? Số này nãy ông gọi thì thôi chứ mấy ông này ngộ ghê hà. Kiếm cớ không à. Rồi thôi, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã vào xem.